Đây là một con linh dương con đang bị chó hoang thăm hỏi, có vẻ như nó còn quá yếu khi bị mẹ nó bỏ rơi ở đây. Một con chó hoang đứng canh bất ngờ bỏ chạy, à thì ra mẹ nó đã quay trở về. Linh dương mẹ tuy to hơn về thể xác nhưng không biết nó có bảo vệ được con nó trước sự khôn ngoan của bầy chó hoang hay không. Bầy chó hoang vẫn vây kín cô lập mẹ con linh dương, nhưng có vẻ chúng có kẻ săn mồi khác đáng sợ hơn đang đến tham chiến thì phải. Thì ra là linh cẩu, linh dương mẹ chủ động tấn công nó, nhưng có vẻ linh dương đã mắc bẫy của linh cẩu, nó đã vòng lại và bắt cóc linh dương con đi dưới sự hỗ trợ của bầy chó hoang. Có lẽ linh dương mẹ chỉ đành nhìn theo trước sự xót xa chia lìa khi sức tấn công là quá lớn, nếu không từ bỏ đến nó cũng có thể trở thành con mồi của chó hoang và linh cẩu.